Để mua thẻ cào nhanh gọn và uy tín, anh em có thể truy cập vào shopcard.vn. Chỉ cần đăng ký tài khoản là chúng ta có thể mua thẻ nạp điện thoại, thẻ nạp game với mức chiết khấu lên đến 8%. Mua thẻ giá rẻ vào ngay shopcard.vn. Chúng ta sẽ có 3 vòng sự kiện. Mở gói nào đầu tiên đây nhỉ? Icon đi. Đi từ những cái gói cùi lên trước. Đó, Icon này thường ra những cái con cùi thôi. Zoppy tờ gì đã donate cho Phúc Zola 10.000 đồng. Ơ em mà cũng bị chớ hả? Xin lỗi vì đã đòn em nhé. Lần này anh nói thật, em hiểu anh mà phải không? Em Lê Quân bảo. Cái thế nhờ. 110. Em tin người quá mà. Do em tin người, tất cả là do em hết. Em tin người. Rồi gì đây? Ôi, top 3. Top 3 rồi. Top 3. 112, 27 tỷ. FA100. FA100 là nhìn cờ phát là hiểu vấn đề luôn, thật sự. Nhìn cờ phát tôi hiểu vấn đề luôn. Ê, Lee Kang In à? Chạy đâu? À, Lee Ji Sung à? Lee Ji Sung à? Lee Ji Tung. Cờ ngon nhất chắc là cờ Argentina. Đấy, cờ Argentina là ngon nhất. Argentina là chắc là ổn nhất trong cái cờ, trong tất cả những con, trong tất cả những cái cờ này. Đó. Neta nữa, toàn ra những cái con cùi không vậy ta. Cờ Thụy Điển ngon nè, không, cờ Thụy Điển là ra gì ta, ra Ibra đúng không, nhưng mà Ibra bị limit. Đó. Cờ Ba Lan là, ủi Ba Lan thì nói gì nữa, Ba Lan nó thế giới quá. Ui Đức nè, Đức CB, á, à, ai vậy? À, Baten. LOLFAFPL đi. Cho cái mùa LN là ngon nha. Đấy, có 4 mùa thì tỷ lệ ra mùa LN sẽ là 25%. Đó là về mặt lý thuyết. Ăn CB, Chaloba. Không bao giờ ra Tomoji được. Ui, 115 luôn. Ngu é hi luôn. Ngu é hi. Tôi sẽ nhớ mãi cái tên này. Mai mốt ăn CB là cứ ngu é hi thôi. Trời ơi. Mở mấy cái mốc này thì bây giờ người ta hỏi là một vòng sự kiện được được 20 ác gì, 3 vòng sự kiện được 20.000 tỷ không, thật sự là không dám trả lời luôn. 23 NGON. Không lẽ 3 gói. Đúng không? Mình mở 3 gói mà mình lại được những con hàng 114, 115 đúng không? Ít nhất là cũng phải có 118, 119 chứ. Con gì đây nhỉ? Sao giống con hàng của MU quá vậy? À không phải. Ấy, đúng nè. Diallo là hàng MU. Hàng MU. Đúng luôn, 117 cục đường. Được quá, quá. Ăn LW, ăn CM. Ăn CM. Con gì vậy? Ui, Patino à. Thôi, chịu, Patino chứ. Cờ ăn là ngon đấy, cờ ăn mà phải ra là LW cơ. Đó, vậy thì nó mới ngon. Ăn nè, LW, ăn RB. Ra cờ ăn 2 lần mà không ra được quả Sancho. Nope. Lewis, con này của Man City này, 115. 6-8 thì thôi, không hy vọng con em ạ. 6-8 thì chắc là không có hy vọng đâu. Các bạn là những cái gói này mở ra những con hàng cùi thôi. Thì Ba Lan ST đi. Ui, Sydney, đúng luôn. 117 à. Thôi cũng được, ra cộng 8 cho cũng được đi đúng không? Ui, Lucas Moura này, hai con Lucas Moura luôn trời. 7 mùa. Bây giờ nhá, mở 4-5 mùa không ăn thua nữa, đừng bảo là 7 mùa. Mùa này chắc là ra FA rồi. ACAP à, Uruguay, SCB. Ui, Godin à. Đúng không, Godin đúng không nhờ? Qua test 117, nó cũng được nhé, không minh. 115. 115 thì chắc là... Zoffy tờ gì đã donate cho Phúc Zola 10.000 đồng. Em cảm ơn anh Chí ạ. Chúc em mở bùng nổ nhé. Lần này là thật ngày. Mọi người cho Phúc nhiều. Một like và một subscribe nhé. Nếu mà tốt hơn nữa thì nạp vào donate. Thì 10k còn nhiều thì vô hạn. Ôi dồi ôi, em cảm ơn anh Chí rất nhiều ạ. Em cảm ơn anh nhiều. Ui, 118 cũng được mà. Nó 100 ra 118 cũng được. Không khấn Vazan, nó chưa ra con Kim Pempe, với lại chưa ra cái con gì 115 là may lắm rồi. Chứ ở đấy mà Vazan. Đó, chưa ở đấy mà Vazan. Làm gì có. Làm gì có. Đỉ Sally mà cùi. Tận 118 mà bảo cùi. Con hàng người ta huyền thoại Chelsea. Đó, huyền thoại Chelsea mà bây giờ bảo cùi bạn. Nói vậy.
Thôi mà người ta cười cho đấy. Cáp bắt tôi bắt lỡ lỡ lại. À cái này thì 5 mùa. Thôi. Nào ra gì đây? Lửa. Ui. Mày đeo. Quên với con này quá mà. Này là vẫn chưa có gì trên 1.000 tỷ chưa? Bây giờ vẫn chưa có một con gì trên được 1.000 tỷ luôn. Vẫn là lửa. Ui. Hentina LB. Gì vậy? Ui. Chưa ra được một con gì thật sự bùng nổ. Chưa có gì thật sự là bùng nổ luôn mà. Trời ơi. LOL. Kubo. Cờ Nhật Bản. Cứ ra mấy cái cờ Hàn Quốc Nhật Bản là không bao giờ thấy ngon thề. Cáp bắt tôi bắt LOL FA với lại LN. Trời, gói này chắc là... Gói này thì khó ra LN nhờ, thật sự luôn. Mặc dù có nhưng mà nó rất là khó ra luôn đấy. Đây là nhà. Ui, 119 này, ui cũng được nè. Ủa? Sao? Mình cứ tưởng là nó sẽ ra mấy con như là 118, như là Asensio đồ này nọ, chứ 119 cũng được mà. 119 cũng được, ngon nha. Returned thì từ, đợi chút xíu. Để mở mấy cái 103 LN này hết đã. Nhưng mà nó khó ra quá, khó ra cái mùa. Ui, Thủy Điển, ST. Luxon đúng không nhỉ? Nope. Ui, Luxon 118. Minh rồi. Cáp bắt tôi bắt lỡ LFA với lại LN. Ui, khó ra nhỉ, thật sự là chưa thấy con gì phải gọi là bùng nổ. Chưa thấy con gì bùng nổ hết. Nãy giờ, từ nãy đến giờ luôn. Ui, con này là Okocha. Ui, tôi quen quá mà mở mấy ra mấy con này hoài luôn á. Không nổi ba luôn, cố tình đập xịt đi. Nó vô mở nó mới hên. Ui, ba lửa này, có 96 ra lửa. Đức CB. CB là ai vậy? Không biết con nào luôn đấy. Sule 116 cũng được. Được mà. Được, Sule 116 được nha. Có 96 là ra như vậy cũng ngon rồi. Thế lại lửa tiếp nè. Edison à? Spotlight này có Edison. Ui, 117. Ui. Sao cảm giác mình đổi phong thủy cái mình hên dữ trời. Được nha. Đổi phong thủy xong hên phết đấy chứ. Ui, mở thử cái này xem sao. Ui. Rồi, Hà Lan CF. CB à? CB ai vậy? Ui, cổ man 119 cũng được. Không minh nha, không minh là đẹp rồi. Đây. Có tiếp theo đi không? Cảm giác này giờ vẫn chưa minh nha. Không minh là được. Ui. Gì đây? LOL ăn, LOL CM. Ui, Galaxer đúng không nhỉ? Nó vừa mới nói minh luôn. Vừa mới nói không minh, nó cho Galaxer đi luôn mà. Ui. Cái thế nhờ. Vừa mới bảo không minh đâu. Ui, Coratia CM. Không phải Luka Modric đâu. Rakitic hay sao á. Kovacic là 119. LN đi, nãy giờ chưa ra được một con gì mùa LN luôn đấy. Chưa hề ra được một con gì mùa LN cả. Pháp. Pháp CB. Hồi 116 rồi hay sao ấy. Ui, Kalulu ở 117. Đoạn này giờ chưa có con gì 1.000 tỷ luôn à. Ui. Em lo lắng quá. Em lo lắng chưa có được con gì 1.000 tỷ luôn. Uruguay ST, Uruguay CM. Chê luôn. Chê. Uruguay ST là có Suarez nha. Suarez hay limit rồi đấy. Đức CM. Thôi, Goretzka hay là Lothar Matthau vậy. Lothar Matthau. Đức CM khó ra cờ rút thật sự luôn mà. Returned. Đến với gói đầu tiên đi. Mấy cái gói để mở toàn ra 115 thôi. Đen chúa luôn. Trời, cái gì đấy, cái gì mà Hà Lan còn CB nữa. Ui, đầu chọc vậy. Trời ơi, cửa Hà Lan cho CB nữa. Ây da. Cái phút nghỉ sau lần nào thì xả mùa gì, xả mùa Returned. Trời ơi, đen thế nhờ. Pháp rồi, Pháp.
Phát là đi rồi, 117 rồi. Ui dồi ôi. À. Ui. Mở như vậy sao ăn nói với lại ăn Duy Phong đây? Mở như vậy sao có thể ăn nói với anh Phong được đây? Bồ ST Đức, lại Đức, Đức ST. Trời quen quá mà, tôi biết ngay con gì luôn mà. Nope. Ui dồi ôi. Ui. Ui. Thì như là 3 có 115 hả ta? Ui. Làm ơn đi 3 gói này cho tôi LN đi. Má ơi, cho tôi LN tôi gỡ lại. Thật sự. Cho tôi cái mùa LN tôi gỡ lại với FPL. Ui, cái cờ này, cái con này là AI gì đấy, AI 117 rồi. Ui, gui ăn, Jumbo ăn gui. Ây da, toàn 117 không vậy? LN đi làm ơn, LN đi. Gói móc thua gói rác luôn. Trời ơi. Ơi LN này. Ui, ST. Ui, LM, Parkinson. 120, được, quá được quá. Cuối cùng thì gà cũng nghe cái lời khẩn cầu của tôi rồi. Gà nghe lời khẩn cầu của tôi rồi. Thêm một con LN nữa đi nhở. Một con LN nữa đi. Ui, hết LN rồi. Sevilla LCM. Con gì vậy? 117. Lại 117. Bây giờ mình chỉ cần nhìn cờ thôi. Đấy, nhìn cờ một tí là vô ngay cái ảnh liền. Cờ gì đây? Cho tôi cờ ăn đi. Cờ ăn nặng ra dễ ngon lắm. Đó. Cờ ăn. Đừng cho cờ Đức nhá. Cờ Đức chết tôi mất. Đừng cho Tây Ban Nha nữa. Pháp. Lại là Pháp. Hôm nay là mình mở được Desailly với lại Viera thì mong là lần này cũng thế. Lần này sẽ thấy cái đôi chân màu đen. Úi nhảy đây. Nhảy quá trời vậy. Ui sao màu trắng rồi má. Chân này đôi chân trắng rồi. Tốc độ 115. Tốc độ có 115 mà. Petit à? Phải Petit không? Pirate. Truyền 117, thể lực 123 nha. Thể lực nha, có thể lực 123 nha. Petit. Đúng Petit ra đây mà. Hay quá, Petit bao nhiêu tỷ? 1.400 tỷ. Hay quá, 1.400 rồi. Tuyệt vời. Cứ trên 1.000 tỷ là cứu. Cứ trên 1.000 tỷ là cứu tôi. Tuyệt vời quá. Tới gói thứ 2 đi. Gói LN thứ 2. Nào. Cái cờ gì đây? Cờ gì đây? Cờ... Nope. Sao lại là cờ Tây Ban Nha? Cờ Tây Ban Nha. Tây Ban Nha mà ra hơi ngâm nha. Tốc độ 116, dây bóng 116. Sao chạy chậm quá ta? Ai vậy? Buchageno. Thủ cũng chỉ có 68 thôi, là một tiền đạo. Anh ta là một tiền đạo. Sút 119. Ui dồi ôi. 582 tỷ. Đừng ra cờ Tây Ban Nha, đừng Đức nhé. Thôi, không muốn nặng nữa, thật sự thấy quả cờ Tây Ban Nha không muốn nặng nữa luôn. Thấy cờ Tây Ban Nha không muốn nặng nữa luôn đấy. Trời ơi, lại là con đấy, Fernando Morientes. Hai con luôn mà. Ui, ba vòng sự kiện mở về cầu thủ không được 10.000 tỷ à. Ui dồi ôi, ba vòng sự kiện mở về phần cầu thủ không được 10.000 tỷ luôn. Không được 10.000 tỷ anh em ạ. Cả tổng cả BB trắng cũng không được 20.000 tỷ luôn. Tính cả BB trắng nữa là không được 20.000 tỷ luôn.